dằn sau việc mất ăn mất ngủ lo sốt vó vì sắp Tết tuyết mai chưa nở hoa. Vài năm trở lại đây, tuyết mai ngủ đông rất được ưa chuộng. Loài hoa này có thân dài, nhánh nhỏ, lá xanh li ti, được điểm xuyết bởi những bông hoa trắng muốt, tạo cho không gian vẻ đẹp sang trọng đầy sống động. Tuy nhiên, việc chơi tuyết mai ngủ đông vào dịp Tết cũng cần một vài lưu ý nhỏ, bởi nếu không biết cách chăm hay kết hoa nở nhanh thì khó có được bình bông ưng ý vào dịp năm mới. Chuyện không của riêng ai, nhiều chị em sau khi mua tuyết mai về nhà cũng gặp phải cảnh tương tự, hoa ngủ mãi không chịu thức. Dù cuối năm bận rộn nhưng ca sĩ Tóc Tiên vẫn chăm chút đầy đủ cho gia đình dịp Tết đến. Năm nay nữ ca sĩ tậu một bình tuyết mai về chơi Tết. Bình tuyết mai nhà Tóc Tiên cao khoảng 1m, được nữ ca sĩ trưng trong chiếc bình gốm cao cổ. Có thể thấy cành cây bung tỏa khá đẹp, nhưng đến 26 Tết mới chỉ ra lá xanh, chưa có dấu hiệu của nụ hoa. Tương tự, cô nàng Emily cũng phải chia sẻ tình trạng cây tuyết mai của nhà mình những ngày cận Tết. Theo đó, sau một tuần cắm cành củi khô được mua về thì cuối cùng cũng chịu nảy lọc. Cơ mà chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết, không biết có kịp ra hoa không đây. Hoa hậu Hennie mới khoe bình tuyết mai trên Instagram của mình. Nhìn qua cũng thấy được tình trạng khá bất ổn của bình bông này. Cành cây mới chỉ trổ lá xanh, chưa thấy có nụ, nên có vẻ nàng hậu sẽ phải chăm bẩm nhiệt tình thì may ra mới kịp ra nụ. Để tuyết mai có thể kịp ra hoa vào đúng dịp Tết, chị em nên lưu ý một số điều sau khi chọn và chăm sóc cây. Nếu chơi tuyết mai ngủ đông, bạn nên mua cây về chăm trước Tết ít nhất 3 tuần để cây có đủ thời gian ra hoa. Để hoa nhanh nở, bạn cần sử dụng bình tưới dạng phun sương để phun lên cành và nụ. Ngoài ra, có thể cắm hoa với nước ấm và cùng viên B1 hoặc aspirin nghiền nhỏ để kích thích ra hoa. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nha! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!